Chỉ vì sử dụng thuốc lá điện tử cùng nhóm bạn, cô gái 20 tuổi ở Hà Nội rơi vào hôn mê sâu, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sự sống bên bờ vực tử thần. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống, bệnh nhân nữ 20 tuổi ở Hà Nội được đưa vào trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vào rạng sáng ngày 26 tháng 7 trong tình trạng rất nặng nề, hôn mê sâu, phù não, suy đa tạng. Được biết, tối ngày 25 tháng 7, bệnh nhân có sử dụng thuốc lá điện tử với nhóm bạn. Sau khi sử dụng, người bệnh rơi vào bất tỉnh khi đưa vào bệnh viện đã trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt sâu. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi vào trung tâm, bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp xuống thấp, tổn thương đa cơ quan rất nặng, suy tim, suy thận, thiếu máu tất cả các vị trí vùng đồi trên thấp của não, phù não nặng nề. Kết quả xét nghiệm mẫu dung dịch thuốc lá điện tử bệnh nhân sử dụng tại Viện Pháp y Quốc gia cho thấy, trong mẫu dung dịch này có một loại chất cần sa tổng hợp có tên là ADB-butinaca. Đây là một hợp chất ma túy hoàn toàn mới. Điều này cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc chất cần sa tổng hợp có trong thuốc lá điện tử, chứ không phải ngộ độc chất nicotine, tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên thông tin. Các xét nghiệm độc chất thì cho thấy là mẫu dung dịch thuốc lá điện tử của bệnh nhân đã được gửi đi để xét nghiệm. Tại Viện Pháp y Quốc gia thì cho thấy là có chứa cái chất cần một cái loại cần sa tổng hợp, tức là một loại ma túy thế hệ mới. Điều này cho thấy đây là một bệnh nhân bị ngộ độc cần sa tổng hợp, một loại ma túy thế hệ mới rất là độc, có trong thuốc lá điện tử. Tình trạng bệnh nhân rất nặng. Sau 2 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân đã cải thiện tốt hơn về tim mạch, não bộ, thận. Tuy nhiên, vẫn trong tình trạng hôn mê, cần theo dõi thêm để cải thiện chức năng não bộ. Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, đây không phải là trường hợp duy nhất phải nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Có thể nói là trước đây cách đây khoảng độ chục năm, 20 năm trở về trước, chúng ta gặp phổ biến là các loại ma túy cổ điển, ví dụ như là heroin là phổ biến. Hay sau một chục năm trở lại đây, chúng ta gặp nhiều các loại ma túy khác, nhưng mà có dùng rất là nhiều, hàng chục loại ma túy. Trong đó bị các loại ma túy nhóm amphetamine, ma túy đá, rồi thì ketamine, rồi thì gây ảo giác, rất nhiều phân rất nhiều thứ. Nhưng mà một vài năm trở đây, lại đây chúng ta chứng kiến, tại trung tâm chống độc chúng tôi chứng kiến cái số lượng bệnh nhân ngộ độc sau khi dùng thuốc lá điện tử rất là nhiều, rồi những cái dạng khác mà chúng ta ghi nhận đó là cần sa tổng hợp, ví dụ như là cỏ mỹ, những dạng cỏ mộc hút đốt cháy thì là chúng ta bị ngộ độc. Thì nói chung nó là các loại mà bản chất nó là các loại cần sa tổng hợp, là một số trường hợp là cái cần sa tự nhiên thôi, là có xu hướng có vẻ là các bệnh nhân gặp nhiều hơn, nhưng mà chúng ta chắc chắn sẽ không đến hỏi một bệnh nhân duy nhất, và trước đây đã gặp rồi mà chúng ta sắp tới sẽ ghi nhận những bệnh nhân khác nữa, mà không phải những ngộ độc cấp tính như thế này, và có những bệnh nhân sẽ có những đôi dạng khác nữa. Hiện tại trong chúng tôi có 3 bệnh nhân, đây một bệnh nhân, ở dưới có 2 bệnh nhân. Có thể nói là hàng tuần, hàng ngày chắc là hàng tuần chúng tôi đều gặp các bệnh nhân muốn lá điện tử vào viện. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc khác sau khi sử dụng thuốc lá điện tử như là kích thích tăng cường ảo giác, tăng huyết áp, tụt huyết áp, yếu cơ, suy tim, suy thận, suy gan. Hiện ngoài bệnh nhân này, trung tâm cũng đang điều trị cho 2 bệnh nhân khác cũng nhập viện vì ngộ độc sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, tuy nhiên tình trạng nhẹ hơn. Từ thực tế điều trị các bệnh nhân ngộ độc sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo các loại thuốc lá điện tử hiện nay chứa rất nhiều hợp chất phức tạp và độc hại. Thậm chí, nhiều loại thuốc lá điện tử còn nguy hiểm hơn thuốc lá truyền thống. Do vậy, mọi người không nên sử dụng. Thuốc lá điện tử cực kỳ phức tạp, là một biến thể của rất nhiều thứ phức tạp và độc hại hiện nay. Nhất về mặt thuốc lá, thuốc lá điện tử, mặc dù quảng cáo là trên nhãn mát có thể không có nicotine, thì tuy nhiên là vẫn có nicotine, và thậm chí là có những nghiên cứu khảo sát cho thấy là cái lượng nicotine trong thuốc lá điện tử có thể cao hơn cả thuốc lá thông thường. Đây là một. Thứ hai là trong thành phần thuốc lá điện tử nó có rất nhiều thành phần phức tạp khác, nó có cái tác dụng để làm cho công các mục đích khác nhau của cái cho người sử dụng, cho người kinh doanh. Đấy, có thể các chất để tạo mùi, tạo khói, tạo hơi, các chất ở bình thường rất nhiều thứ, và khi đốt cháy đấy và khi bốc hơi lên thì đã có sắp đáng người ta đã chứng minh là phát hiện dịch chất. Những chất đấy cho lên đốt lên thì có thể những chất có thể tạo thành gây ung thư, có thể gây tổn thương phổi, mà điển hình nhất là những ấy, là một cái hiện tượng rất rõ là vitamin E người ta có thể cho vào, người ta vitamin E khi đốt cháy lên đã tạo được một chất gây tổn thương phổi và gây một cái tình trạng tổn thương phổi rất nặng nề. Theo tiến sĩ Nguyên,
Trong thuốc lá điện tử có chất nicotine, theo nhiều nghiên cứu cho thấy, liều lượng nicotine trong thuốc lá điện tử còn cao hơn so với thuốc lá truyền thống. Thứ hai, trong thuốc lá điện tử có rất nhiều các thành phần chất tạo mùi, tạo khói, tạo hơi. Các tạp chất này khi đốt cháy có thể gây ung thư, tổn thương phổi. Ví dụ, nhiều loại thuốc lá điện tử có chứa vitamin E. Loại vitamin này khi đốt cháy có thể gây tổn thương phổi nặng nề, đã có nhiều trường hợp nhập viện. Tuy nhiên, đây chỉ là một chất, thực tế còn có rất nhiều loại hợp chất khác nhau. Các chất này sẽ thay đổi theo thời gian, theo mục đích sử dụng, thị hiếu, nhu cầu của người dùng, do vậy rất khó kiểm soát. Thứ ba, trong nhiều loại thuốc lá điện tử có chứa các chất ma túy, phổ biến nhất là cần sa. Thực tế đã có nhiều trường hợp nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử với tình trạng rất nặng nề. Qua xét nghiệm mẫu dung dịch thuốc lá sử dụng có phát hiện nhiều chất ma túy thế hệ mới, cần sa tổng hợp như trường hợp của bệnh nhân trên. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên thông tin thêm. Như vậy trong thuốc lá điện tử, một là nicotine, thứ hai là có cái thành phần khác là phụ gia người ta cho vào, và khi đốt cháy đều là một cái độc tính rất là phức tạp, vừa là tổn thương phổi, vừa là có thể gây tổn thương, gây ung thư. Và các chất phụ gia đấy nó sẽ thay đổi theo thời gian, theo mục đích sử dụng, theo cái thị hiếu, nhu cầu, và năm này năm khác thay đổi liên tục, và chúng ta sẽ không đoán định được rất nhiều chất. Còn bệnh thông thường thì có thể nói là phức tạp hơn cả thuốc lá thông thường. Thông thường chúng ta biết một cây đấy, thường thường nó có gì, tất nhiên rất cực kỳ độc hại rồi. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là trong thuốc điện tử nó còn có là rất hay trường hợp, rất hay nhiều trường hợp chúng ta đã thấy là có cho những chất ma túy vào. Đơn giản nhất là người ta cho cần sa, cho cần sa tự nhiên vào. Ngoài ra thì đã có nhiều trường hợp tôi đã ghi nhận là bệnh nhân ngộ độc ma túy với biểu hiện rất là nặng nề, thế và đến viện và qua xét nghiệm trên bệnh nhân và các mẫu thuốc lá điện tử của bệnh nhân tìm thấy các cái chất ma túy thể mới, các chất cần sa tổng hợp. Và như chúng ta thấy đây, bệnh nhân chúng ta có một chất cần sa tổng hợp đã xác định tên rõ ràng trong cái mẫu của bệnh nhân, và cho tới nay là có tới hàng trăm chất cần sa tổng hợp mà được tạo mới hàng ngày một cách phi phạm và để cung cấp cho những người sử dụng ma túy. Và cái chất đấy thì độc tính rất là phức tạp, như đều có biểu hiện tác dụng độc rất mạnh lên thần kinh, tâm thần, và thường là ảnh hưởng tim mạch và có thể ảnh hưởng tới các cơ quan khác nhau tùy theo từng chất và rất là nặng nề. Cùng theo tiến sĩ Nguyên, các hợp chất ma túy này thường thay đổi liên tục, để xét nghiệm phát hiện một chất ma túy mới gặp rất nhiều khó khăn, kể cả những nơi có labo xét nghiệm tiên tiến hàng đầu. Xây dựng được một quy trình xét nghiệm mất rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí sau khi xét nghiệm phát hiện ra thì đã có rất nhiều chất mới phát sinh. Do vậy, cần có một biện pháp sớm nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử tràn vào Việt Nam. Hiện nay tuy chưa được cho phép nhưng các loại thuốc lá này đã len lỏi vào thị trường Việt Nam qua nhiều kênh. Với các hình thức bắt mắt, hương vị thu hút hấp dẫn giới trẻ, đặc biệt là chứa các chất gây nghiện, nếu loại thuốc lá điện tử được phổ rộng sẽ cực kỳ nguy hiểm, không chỉ với những người trưởng thành và kể cả với những em học sinh. Nó nhanh chóng biến một người sử dụng thuốc lá thông thường đến nghiện, sử dụng ma túy. Do vậy, cần có một biện pháp nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử phổ biến rộng rãi.